Gần đây, người dùng mạng xã hội X đã chỉ trích Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vì yêu cầu đồng minh dỡ bỏ các hạn chế tấn công Nga bằng vũ khí tầm xa. Cụ thể, tài khoản có tên Trader này đã bày tỏ phẫn nộ, các bạn đang thua thảm hại và tấn công Nga là một bước đi tuyệt vọng, sẽ dẫn đến một thất bại to lớn. Các bạn đang hủy hoại đất nước và con người của chính mình, đó là một thảm họa cho Ukraine, là cơn ác mộng mà Ukraine sẽ gặp phải. Người dùng khác trên mạng xã hội X có tên Ali cho rằng, Ukraine nên dừng lại và Tổng thống Zelensky sẽ bị Mỹ và các đồng minh NATO bỏ rơi. Ali kết luận rằng, bạn đang làm cho thế giới kém an toàn hơn. Trong khi đó, tờ báo The Times của Anh đưa tin quân đội Ukraine đang sử dụng máy bay không người lái do Anh cung cấp trong cuộc tấn công vào khu vực Kut, khiến dân thường thiệt mạng. Theo tờ báo, Anh cũng đang cố vấn chặt chẽ cho quân đội Ukraine. Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga Valery Gerasimov cho biết, các đơn vị quân đội Ukraine vào lúc 5 giờ 30 phút tức 9 giờ 30 phút theo giờ Việt Nam ngày 6 tháng 8 đã tiến hành tấn công nhằm chiếm lãnh thổ ở khu vực Kut. Bước tiến của đối phương đã bị chặn lại. Ông nhấn mạnh hoạt động ở khu vực Kut sẽ kết thúc với việc đánh bại kẻ thù và tái lập biên giới quốc gia. Như Bộ Quốc phòng Nga đưa tin, ngày 16 tháng 8, trong cuộc giao tranh ở hướng Kut, quân đội Ukraine mất tới 2.860 quân nhân và 41 xe tăng. Vào tháng 6, Tổng thống Nga Vladimir Putin tại cuộc gặp với đại diện truyền thông ở Saint Petersburg nói rằng Moscow có thể đáp trả một cách bất cân xứng trước việc cung cấp vũ khí tầm xa cho Ukraine. Ông Putin nói thêm rằng Nga sẽ xem xét khả năng cung cấp vũ khí của mình cho những khu vực nơi các cuộc tấn công có thể được thực hiện nhằm vào các mục tiêu nhạy cảm của các quốc gia cung cấp tên lửa cho Kiev. Theo nhật báo Guardian, quân đội Ukraine đang tiến thêm 2 dặm mỗi ngày ở tỉnh Kut, nhưng quân đội Nga gần Poprov cũng đang tiến về phía trước, di chuyển nhanh hơn nhiều, kiểm soát 3 dặm mỗi ngày. Nhật báo Guardian của Anh phân tích, quân đội Ukraine đang tiến 2 dặm, tương đương 3,2 km mỗi ngày ở tỉnh Kut của Nga, trong khi mất 3 dặm lãnh thổ, tương đương 4,8 km ở gần Poprov. Như vậy, Kiev không thể tìm được sự cân bằng giữa thành quả chiếm giữ lãnh thổ tỉnh Kut và mất đất ở Donbass. Guardian dẫn tuyên bố của Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Zelensky đánh giá các lực lượng vũ trang Ukraine đang tiến thêm 2 dặm mỗi ngày ở tỉnh Kut, nhưng quân đội Nga gần Poprov cũng đang tiến về phía trước, di chuyển nhanh hơn nhiều, kiểm soát 3 dặm mỗi ngày. Ngoài ra, nỗ lực của Ukraine nhằm buộc Bộ Chỉ huy Nga rút một số đơn vị khỏi Donbass đã thất bại. Theo các chuyên gia phương Tây, Ukraine sẽ không thể giữ lãnh thổ đã chiếm được ở tỉnh Kut và sau một thời gian, quân đội Nga sẽ đánh bật các lực lượng vũ trang Ukraine ra khỏi khu vực hoặc họ sẽ tự phải rút lui. Trong bài phát biểu hàng ngày, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bày tỏ ý định sửa chữa tình hình khi các đồng minh phương Tây bị cáo buộc hạn chế năng lực tầm xa của Ukraine và ngăn cản Kiev sử dụng toàn bộ vũ khí được tài trợ để hỗ trợ cho cuộc tấn công vào khu vực Kut của Nga. Tổng thống Ukraine nói, khả năng tác chiến tầm xa của lực lượng chúng ta là câu trả lời cho tất cả những vấn đề quan trọng nhất, chiến lược nhất của cuộc xung đột này. Ông Zelensky hứa sẽ tăng cường công tác ngoại giao với Mỹ, Anh, Pháp và các đối tác khác để xóa bỏ các rào cản trong việc sử dụng vũ khí. Đặc biệt, chúng ta đã thấy trong suốt cuộc giao tranh này rằng Vương quốc Anh đã thể hiện sự lãnh đạo thực sự về vũ khí, chính trị và hỗ trợ cuộc sống của xã hội Ukraine. Đây là điều phản ánh sức mạnh của Vương quốc Anh. Ông Zelensky tuyên bố, chúng tôi sẽ nhấn mạnh vào nhu cầu cần có, những bước đi sáng tạo, những quyết định táo bạo. Chúng tôi cần thứ thực sự thay đổi tiến trình của cuộc xung đột, dẫn đến một nền hòa bình công bằng, ám chỉ cái gọi là công thức hòa bình của ông mà Moscow đã nhiều lần bác bỏ là xa rời thực tế. Vào ngày 6 tháng 8, lực lượng Ukraine đã phát động cuộc tấn công lớn nhất vào lãnh thổ Nga kể từ khi cuộc xung đột gia tăng vào tháng 2 năm 2022. Các quan chức phương Tây đã ca ngợi và lên tiếng ủng hộ cuộc tấn công của Ukraine nhưng phủ nhận mọi thông tin trước đó hoặc sự liên quan đến hoạt động này. Theo tờ The Times của Vương quốc Anh, một số binh lính tham gia cuộc xâm nhập vào khu vực Kut đã được các chuyên gia quân sự Anh huấn luyện trong những tuần trước của tấn công bất ngờ. Theo Sky News, lực lượng Ukraine cũng được cho là sử dụng xe tăng Challenger 2 do Anh cung cấp bên trong khu vực Kut của Nga. Bất chấp lời cầu xin của Kiev, chính phủ Anh được cho là đã từ chối cho phép Ukraine sử dụng tên lửa Storm Shadow để hỗ trợ cho cuộc xâm nhập. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Anh John Healey tuyên bố rằng Anh đang cung cấp vũ khí cho Kiev để bảo vệ đất nước có chủ quyền của họ, đồng thời nói thêm rằng điều này không ngăn cản họ tấn công các mục tiêu ở Nga. Tuy nhiên, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Anh đã nêu rõ rằng Anh sẽ không tham gia vào bất kỳ cuộc tấn công nào như vậy. Lực lượng của Kiev đã nhiều lần sử dụng tên lửa tầm xa do các đồng minh phương Tây cung cấp để tiến hành các cuộc tấn công bừa bãi vào Nga. Họ khẳng định rằng chính sách của họ cho phép Ukraine sử dụng Storm Shadows và các tên lửa tầm xa khác để tấn công bất kỳ khu vực nào mà Kiev tuyên bố chủ quyền, bao gồm cả Crimea, nhưng không phải là lãnh thổ Nga, được quốc tế công nhận. Một phát ngôn viên của Lầu Năm Góc đã nhắc lại trong tuần này rằng Mỹ cũng không cho phép quân đội Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa của Mỹ để tấn công sâu vào Nga.
một số đồng minh tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO ủng hộ Ukraine đưa quân vào tỉnh Kerch thuộc miền Tây nước Nga và gọi đây là hành động tự vệ hợp pháp chống lại chiến dịch quân sự đặc biệt của Moscow ở Ukraine. Tuy nhiên, một số người đã lên tiếng bày tỏ quan ngại, cả công khai và riêng tư, cho rằng nguy cơ gia tăng xung đột dẫn đến việc phải chuyển hướng nguồn lực khỏi chiến trường chính khi Ukraine đang ở thế rất mong manh và có thể gây chia rẽ trong các nước hậu thuẫn Ukraine. Cho đến nay, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ý Guido Crosetto là quan chức cấp cao nhất trong NATO công khai chỉ trích hoạt động này và cho rằng động thái này đang gia tăng căng thẳng, sẽ đẩy lệnh ngừng bắn ngày càng xa hơn. Tuy nhiên, phát biểu của ông nhanh chóng bị cấp trên Thủ tướng Giorgia Meloni gạt đi. Bà Meloni khẳng định việc Ý thúc giục lệnh ngừng bắn không làm thay đổi quan điểm ủng hộ hoàn toàn của Rome dành cho Kiev. Những người hiểu rõ suy nghĩ của bà Meloni, nữ thủ tướng Ý đang hạn chế các quan chức của chính phủ phát biểu công khai về cuộc xung đột nhằm ngăn nguy cơ lộ ra những chia rẽ trong liên minh cầm quyền. Chính phủ của Thủ tướng Đức Olaf Scholz vẫn giữ thái độ dè dặt trong các phản ứng. Phó phát ngôn viên của chính phủ, ông Wolfgang Bachner, nói rằng cuộc tấn công dường như chuẩn bị bí mật tuyệt đối. Đầu tuần này, ông Bachner cho biết Berlin sẽ trao đổi chuyên sâu với các đồng minh về việc sử dụng vũ khí và khí tài của phương Tây, bao gồm các xe chiến đấu bộ binh Marder của Đức, trong cuộc tấn công vào đất Nga. Mỹ không cho phép Ukraine sử dụng loại vũ khí tầm xa tấn công vào Kerch của Nga, không phải vì lo ngại nguy cơ leo thang căng thẳng, mà do Mỹ chỉ có nguồn cung hạn chế. Đây là thông tin được hãng CNN dẫn nhiều lời quan chức Mỹ công bố 10 ngày sau khi Ukraine bất ngờ phát động cuộc tấn công vào vùng biên giới Kerch của Nga. Ukraine tuyên bố đã kiểm soát 82 khu định cư của Nga, bao gồm thị trấn Sudza. Trước đó, ngày 8 tháng 8, Phó Thư ký báo chí Lầu Năm Góc, bà Sabrina Sai đã tuyên bố chiến dịch của Ukraine phù hợp với chính sách của chúng tôi về những gì Kiev có thể và không thể làm với vũ khí Mỹ cung cấp và Kiev đang tự vệ trước các cuộc tấn công xuyên biên giới. Trả lời cho câu hỏi về việc Ukraine được phép tấn công vào lãnh thổ Nga bao xa, Phó Thư ký báo chí Lầu Năm Góc nói rằng Mỹ không ủng hộ cho cuộc tấn công tầm xa. Theo CNN, Washington hiện không cho phép Ukraine sử dụng các loại vũ khí tầm xa do Mỹ cung cấp để tấn công vào Kerch, bởi tốt hơn chúng vẫn nên được sử dụng để tiếp tục nhắm mục tiêu vào bán đảo Crimea mà Nga đang kiểm soát. Nhiều quan chức Mỹ cho rằng quyết định này xuất phát từ nguồn cung hạn chế của hệ thống tên lửa chiến thuật lục quân ATACMS, chứ không phải do lo ngại gia tăng căng thẳng. Lần đầu tiên Mỹ cung cấp ATACMS tầm xa có phạm vi hoạt động hơn 300 km cho Ukraine là vào tháng 3 và chỉ công bố thông tin chuyển giao một tháng sau đó. Mỹ hiện vẫn là nước hỗ trợ quân sự nhiều nhất cho Ukraine, tiếp theo là Đức. Cũng theo CNN, Mỹ và các quan chức phương Tây cảnh báo rằng Ukraine rất khó có thể giữ được quyền kiểm soát trong lãnh thổ Nga. Các quan chức nhấn mạnh thêm, còn quá sớm để đánh giá cuộc đột kích vào Kerch sẽ ảnh hưởng như thế nào đến kết quả xung đột Nga-Ukraine. Mới đây, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông đã chỉ thị cho Bộ Quốc phòng và Bộ Ngoại giao Ukraine xin phép các đối tác của họ để có thể bắn ATACMS, Storm Shadow và Scalp vào các mục tiêu trong lãnh thổ Nga. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov cho biết ông đã có cuộc trò chuyện với người đồng cấp Pháp Sébastien Lecornu và trong cuộc trò chuyện đã nêu chủ đề dỡ bỏ lệnh cấm tấn công các mục tiêu quân sự trên lãnh thổ đối phương. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Devante Patton trước đó đã cho biết Washington đang tổ chức cuộc đàm phán riêng với Kiev về việc tấn công bằng tên lửa đạn đạo tầm xa ATACMS trên lãnh thổ Nga. Ukraine đã triển khai chiến dịch tấn công quy mô lớn nhằm vào khu vực Kerch phía Tây Nga từ ngày 6 tháng 8. Theo tờ Guardian của Anh, Ukraine thiếu quân để luân chuyển và chấn giữ phòng tuyến trước chiến dịch ở khu vực Kerch của Nga. Điều Kiev cần làm là tập hợp những gì sẵn có, làm lực lượng dự bị tác chiến và gửi đến một mặt trận mới. The Guardian cho rằng kịch bản tốt nhất dành cho Ukraine là các đơn vị của họ tiến sâu hơn và khiến cho Nga phải chịu tổn thất nặng nề khi cố gắng đẩy lùi quân đội Ukraine. Tuy nhiên, việc dàn trải các nguồn lực của Ukraine sẽ tạo cơ hội cho Moscow tìm ra những kẽ hở trong hệ thống phòng thủ của đối phương và đạt được các bước tiến mới ở những nơi khác. Thách thức dài hạn đối với Ukraine là việc mất vũ khí và trang thiết bị. Hơn chục ngày sau cuộc tấn công ở khu vực Kerch của Nga, quân đội Ukraine đã tuyên bố kiểm soát 1.150 km2 và đang giao tranh với các lực lượng của Moscow để kiểm soát thêm 563 km2 nữa. Những nỗ lực tiến công đã khiến cho cánh quân tại Kerch của Ukraine mất 6 lữ đoàn, một số tiểu đoàn độc lập và các đơn vị hỗ trợ. Ngoài ra, Kiev còn mất đi một số lượng đáng kể xe bọc thép. Cho đến nay, Ukraine vẫn chưa thể loại bỏ mối đe dọa từ máy bay không người lái trinh sát, bom lượn, pháo binh, hệ thống tác chiến điện tử và hệ thống tên lửa tác chiến chiến thuật của Nga. Tổng hợp lại những khả năng này, cho phép lực lượng vũ trang Nga tiếp tục tiến quân đều đặn ở Krasnoarmeysk,
Donetsk và các thành phố khác của Donbass. The Guardian khẳng định, Nga có đủ nhân lực và trang thiết bị để chiến đấu ở cả Kursk và Donbass. So với Nga, Ukraine vẫn kém hơn về số lượng binh sĩ và vũ khí. Tổng tham mưu trưởng Nga Valery Gerasimov cho biết sáng ngày 6 tháng 8, lực lượng vũ trang Ukraine đã tiến hành cuộc tấn công nhằm chiếm giữ lãnh thổ ở khu vực Kursk. Bước tiến của họ đã bị chặn lại. Ông nhấn mạnh rằng hoạt động trong khu vực sẽ được hoàn thành bằng cách đánh bại kẻ thù, đẩy kẻ thù ra khỏi biên giới quốc gia. Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng chế độ Kiev đã có hành động khiêu khích và đang bắn bừa bãi kể cả vào các mục tiêu dân sự. Người đứng đầu nhà nước nhấn mạnh rằng kẻ thù sẽ nhận được phản ứng xứng đáng và mọi mục tiêu của Nga đã đặt ra sẽ đạt được. Trong khi đó, theo Reuters của Anh, hãng thông tấn nhà nước RIA của Nga đã đưa tin Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko ngày 18 tháng 8 cho biết Ukraine triển khai hơn 120.000 quân tại biên giới với Belarus và Minsk cũng đã triển khai các lực lượng quân sự dọc toàn bộ biên giới để đáp trả. Ông Lukashenko, một đồng minh của Tổng thống Nga Vladimir Putin, lưu ý rằng biên giới Belarus-Ukraine được gài mìn chưa từng có và quân đội Ukraine sẽ phải chịu tổn thất lớn nếu binh lính của Kiev cố tình vượt qua biên giới. Theo tờ Newsweek của Mỹ, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko vừa cảnh báo sẽ không có lằn ranh đỏ trong việc sử dụng vũ khí hạt nhân. Trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Nga Russia TV tuần này, Tổng thống Lukashenko nói Belarus sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân nếu đối phương vượt qua biên giới, sẽ không có lằn ranh đỏ, câu trả lời sẽ đến ngay lập tức. Ông Lukashenko khẳng định Belarus không muốn tham gia vào một cuộc giao tranh với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO và không muốn xung đột giữa Nga và Ukraine gia tăng. Tuy nhiên, ông Lukashenko nhấn mạnh Belarus sẵn sàng bảo vệ biên giới của mình. Tổng thống Lukashenko tuyên bố, nếu họ làm vậy, chúng tôi sẽ không còn lựa chọn nào khác, sẽ không có lằn ranh đỏ, biên giới quốc gia là bất khả xâm phạm. Ngay khi bạn tiến vào đó, phản ứng sẽ được đưa ra ngay lập tức. Cũng trong bài trả lời phỏng vấn đài truyền hình Nga, Tổng thống Lukashenko ám chỉ Ukraine có thể có ý định tấn công Belarus và tuyên bố mình sẽ không cho phép quân đội Kiev dẫm đạp lên đất nước chúng tôi. Đây không phải là lần đầu tiên nhà lãnh đạo Belarus đưa ra lời đe dọa như vậy. Trước đó, hồi tháng 7 vừa qua, Tổng thống Lukashenko tuyên bố mình không có lằn ranh đỏ về khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân trong bối cảnh gia tăng căng thẳng tại biên giới với Ukraine. Cảnh báo mới nhất được Tổng thống Lukashenko đưa ra trong bối cảnh Ukraine đã đưa hàng nghìn quân tràn qua biên giới phía Tây để vào vùng Kursk của Nga. Trong khi đó, hãng thông tấn Benta của Belarus đưa tin, Bộ trưởng Quốc phòng Belarus ngày 16 tháng 8 nói rằng nhiều khả năng sẽ xảy ra hành động khiêu khích vũ trang từ nước láng giềng Ukraine và tình hình tại biên giới chung hai nước vẫn căng thẳng. Ngày 15 tháng 8, Nga cho biết sẽ tăng cường phòng thủ biên giới khi nhiều người dân được lệnh sơ tán khỏi tỉnh Kursk. Phía Ukraine tuyên bố lực lượng của họ đã tiến sâu 35 km vào đất Nga kể từ khi mở chiến dịch đột kích vào tỉnh Kursk ngày 6 tháng 8. Ông Lukashenko ám chỉ Kiev có thể có ý định tấn công Belarus và tuyên bố mình sẽ không cho phép quân đội Ukraine dẫm đạp lên đất nước chúng tôi. Quân đội Ukraine chưa phản hồi đề nghị bình luận về phát biểu này. Nhà lãnh đạo Belarus ủng hộ Tổng thống Vladimir Putin khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào tháng 2 năm 2022, trong đó một số hoạt động được triển khai từ lãnh thổ Belarus. Theo ông Lukashenko, phương Tây đang đánh cược rằng tình hình bất ổn ở tỉnh Kursk sẽ buộc cả Belarus và Nga phải động viên nhập ngũ và điều này sẽ gây xáo trộn xã hội từ bên trong. Theo các nguồn tin, Tổng thống Lukashenko đã ra lệnh chuyển một số thiết bị quân sự của các đơn vị quân đội Belarus cho các lực lượng vũ trang Nga nhằm tăng cường quân lực tại Kursk và các khu vực khác của tiền tuyến. Belarus, một đồng minh của Nga, có đường biên giới dài 1.250 km với các nước thành viên NATO là Latvia, Litva và Ba Lan. Năm 2023, Nga đã triển khai những vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Belarus theo thỏa thuận. Moscow và Minsk nhiều lần cáo buộc phương Tây tìm cách phá hoại nước này. Do vậy, việc triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật là cần thiết để răn đe.